Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm mà kem body hình đổ nha chị em mình. Như chị em mình đã xài qua cái kem mụn, kem face whip và kem trắng da hình đổ mà mình thấy hiệu quả rồi thì mình sử dụng muốn sử dụng cái dòng kem body của hình đổ luôn mà không muốn đổi những dòng khác á, thì mình sử dụng cái kem body cao cấp hình đổ này nha chị em mình. Chỉ có 190.000 một hộp thôi, hộp này tới 350 g, mình sử dụng khoảng hơn 2 tháng á chị em mình. Nếu mà mình kiên trì mình sử dụng thì khoảng 10 ngày là cái da của mình nó lên tông, nó trắng là thay đổi luôn á chị em mình. Nhưng mà cái da của chị em nào á mà da chị em nào mà nó có tông sẵn rồi thì mình xức cái kem này thì nó không có bị bớt ha chị em mình. Còn nếu mà cái da mình nó hơi đen á thì mình xài cái kem này nó hơi bớt một tí ha chị em mình ha. Và đặc biệt là cái kem này nó thơm, mà nó thơm cái mùi sữa chua á chị em mình. Với lại cái chất kem ở trong là chất kem màu trắng chứ không phải là chất kem vàng ngà như những dòng kem body khác ha chị em mình. Cái hũ kem body màu vàng nè, nhìn rất là đẹp luôn á. Cái chất kem bên trong là kem sữa chua ha chị em mình, và đặc biệt á, nó sẽ có những hạt kích trắng như thế này nè chị em mình, thoa vào da của mình nó rất là đã luôn á chị em mình. Khi mà mình thoa lên da của mình đó, cái sáng mình tắm lại á, thì nó sẽ trôi cái lớp kem bên ngoài đi, nhưng mà nó sẽ có những nó còn cái lớp kem bên trong nó thấm vào lỗ chân lông của mình đó, cho nên nó xài rất là trắng ha chị em mình ha. Đây có những hạt kích trắng nè chị em mình, 190.000 mà cái hũ nhiều ơi là nhiều luôn á chị em mình. Chị em mình nó xài kem mặt là kết hợp kem body hình đổ luôn, là cho cái da của mình nó đẹp đều luôn hả chị em mình ha. Cái chất kem nhìn rất là đã luôn á chị em mình. Chị em nào mà xài kem hình đổ và không muốn xài kem body của hãng khác thì mình xài luôn cái hãng này ha chị em mình ha, kem body cao cấp. Ngày mai em sẽ đập hộp thêm cái kem body kim cương của hình đổ hả chị em mình, em thấy xài rất là ok luôn á chị em mình. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.